Mai sinh nhật cả nhà và đến với kênh chia sẻ kết thúc quanh tay. Ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn một loại cây nha. Đây là cây nó nè. Đây là loại là lá é rừng nha các bạn. É rừng. É rừng hay còn gọi là é trồng nha. É trồng, lá tròn. Thì lá é thì có hai loại, một loại là lá mà người ta sử dụng để làm rau nêm. Còn riêng về cái loại é này thì các bạn cũng có thể là kết hợp với các loại cây như cỏ xước nè, ngô tất á, và như rau dền, rồi cỏ mần trầu, và hoặc là cái cây bồ ngũ tía hay còn gọi là cây hoa ngũ ngày á. Các bạn chủ trị về xương khớp nha, các bạn có thể kết hợp là từ 10 đến 15g nha. Các bạn sát chung với nhau và để điều trị về xương khớp nha. Còn cái này là trị cảm mạo, phong hàn rồi các bạn cũng có thể sử dụng về loại cây này. Còn riêng về cảm xúc thì các bạn có thể kết hợp như là một loại lá sông, kết hợp với bạch đàn nè, lá bưởi, lá chanh, rồi nói chung là nếu như mà các bạn kiếm được từ năm đấy nha, nam 7 nữ 9, 9 nam thì 7 loại lá, nữ 9 loại lá các bạn xong thì nó sẽ rất là tốt nha. Rất là tốt. Ngoài ra thì cái cây này khi các bạn bị xương khớp á thì các bạn có thể là chặt chung với mấy loại cây khác các bạn uống. Nó cực kỳ rất là thơm và dễ uống nha. Khớp và bị mụn nhọt rồi cũng có thể sử dụng được loại cây này nha các bạn. Đây nè, nó rất là thơm. Nó thơm như một loại lá é bình thường. Nhưng mà riêng thì lá é ở đây thì các bạn biết rồi. Lá é thì thường thường lá é ở các cái quán như người ta bán lẩu gà là từ 50.000 đồng một cái lá é. É nhỏ nhỏ thôi nha. Còn đây là é này thì nói chung mọc dại rất là nhiều. Hôm nay tôi đi quay thì tôi thấy một bụi và tôi quay cho cả nhà biết luôn. Nào và trị cảm xúc rất là hay, xương khớp. Rồi trị thương hàn, như ví dụ các bạn đi về các bạn gặp nắng gặp cảm á thì các bạn cũng có thể nấu, các bạn tắm. Tắm rất là thơm nha. Tắm rất là thơm. Và dễ chịu nữa. Thường thường thì có hoa, mùa này thì chưa có hoa. Nhưng mà hoa của nó là hình chuông nha các bạn. Hoa trái của nó là hình chuông, hoa của nó là màu tím nha. Rất là thơm này. Thơm lắm. Cái mùi thơm nó giống như là cái mùi dầu của cái dầu kinh diệp vậy á. Thơm cực kỳ thơm. Có nhiều người ta trồng có lại cây, có nhiều người ta không biết thì nó mọc dại trong vườn á. Ta chặt bỏ cũng khá là nhiều. Ngoài ra thì các bạn cũng có thể là khi các bạn ngoài ra thì cái cây này còn đánh gió được nha các bạn. Các bạn có thể là các bạn hái những cái lá non rồi các bạn giã. Các bạn đổ miếng rượu vô các bạn giã và các bạn đánh gió. Đánh gió cực kỳ gọi là hiệu quả luôn. Ai mà bị trúng gió thì các bạn lấy cái dung dịch đó các bạn giã với rượu và các bạn chà lên trên hai cái xương bên cái hai cái bếp xương sống á. Các bạn cào là khỏi liền luôn nha, khỏi trúng gió liền luôn nha. Xung quanh này nhiều lắm này. Mùi vị của nó thì ngoài ra thì cây này thì các bạn nếu như các bạn có nhiều á thì các bạn có thể chặt nhỏ ra và các bạn sao vàng hạ thổ, bạn nấu uống, hoặc là các bạn có thể là để dành các bạn kết hợp với chung với mấy loại như cỏ xước rồi đó, ngô tất rồi đó. Các bạn cỏ mần trầu rồi, chủ trị về xương khớp thì các bạn có thể kết hợp với dền gai rồi. Nói chung là cây này nó cũng không có độc nha. Rất là thơm và dễ chịu nha. Còn có nhiều nơi là người ta còn sử dụng ăn sống nữa nha các bạn. Nó như một loại rau nêm. Cũng rất là thơm và không hề độc nha. Mùi thơm thì dễ chịu, cũng không lấy nổi tệ. Cho nên là mình cũng hy vọng là những cây thuốc của mình chia sẻ thì cũng sẽ áp dụng được cho nhiều người và người ta trị bệnh. Đây này. Cái lá của nó thì nhìn rất là giống cái lá mà cái lá... lá của cái cây cây gì mà trị bệnh ho cúc tần. Nó giống như cây cúc tần mà cái lá cũng lá nhọn nhọn mà long long như vậy nè. Ai mà bị ho thì người ta ngắt về người ta trị ho đó. Xong rất là hay nha cả nhà. Cái cây này mà ai bị bệnh các bạn cái cắt về cho người ta xong. Xong rất là hay. Mùi thơm của nó rất là dễ chịu nha. Có thể kết hợp khi các bạn có thể kết hợp ăn khi các bạn bị có thể các bạn cắt nhỏ rồi các bạn ăn để trị bỏ vào trong cháo, nó thay thế cái lá tía tô cũng được nha. Và sau cùng,
Nếu các bạn yêu mến tôi thì các bạn hãy like và share video của tôi cho mọi người cùng nhau biết thông tin về các cây thuốc nha các bạn. Và sẽ ra tôi và những cái động lực là cái kênh của tôi thì tôi sẽ cố gắng hơn nữa để có những bài thuốc, những cái loại cây gửi đến cả nhà nha. Bye bye cả nhà và xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video khác nha.